Thưa quý vị, sau 4 đêm thi tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, vượt qua những đối thủ nặng ký tại vòng loại, hai đội pháo hoa có điểm số cao nhất là Ý và Pháp sẽ cùng so tài vào đêm chung kết vào tối ngày 8 tháng 7 tới. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại khu vực bãi bắn, nơi hai đội đang chuẩn bị những công tác cuối cùng cho đêm chung kết DIFF 2023. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ chính thức diễn ra. Hiện tại thì tại khu vực bãi bắn bờ Tây sông Hàn thì hai đội Ý và Pháp đều đang tất bật chuẩn bị trận địa pháo hoa của mình. Ở vòng loại DIFF 2023, các đội thi có hơn 3 tháng để chuẩn bị. Tuy nhiên, hai đội lọt vào vòng chung kết chỉ có hơn 1 tuần để chuẩn bị. Với chủ đề thắp sáng tình yêu, màn trình diễn của đội Pháp hứa hẹn sẽ gây cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương nhưng vẫn vui tươi và đậm kịch tính. Đồng thời trong đêm chung kết, đội Pháp sẽ tận dụng những kỹ thuật tinh túy nhất với nhiều hiệu ứng như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn, một cách khác đi so với đêm vòng loại. Khi trở về Pháp, chúng tôi đã bắt đầu lên ý tưởng cho phần trình diễn của đêm chung kết và dành ra một đêm để nghiên cứu về âm nhạc, kỹ thuật bắn. Việc chọn một bài hát Việt Nam để bắn thực sự rất khó, tại vì chúng tôi không biết phải lựa chọn thể loại âm nhạc nào. Khác với lần trước, chúng tôi muốn những bản nhạc lần này phải thật khác biệt và phải làm cho khán giả cũng như ban giám khảo bất ngờ. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thay đổi âm nhạc theo hướng năng động và vui vẻ, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một màn trình diễn đầy bất ngờ. Đã giành chiến thắng hai mùa pháo hoa quốc tế, trong lần thi này, đội Ý đã tìm hiểu và áp dụng rất nhiều công nghệ mới trong phần trình diễn. Với chủ đề sức mạnh của nghệ thuật lấy cảm hứng từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Ý Jose Angelino tại Rome, đội Ý mong muốn đưa nghệ thuật đến với DIFF và tăng cường kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau, tạo ra sự kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, khích lệ mọi người vượt qua những nỗi đau từ dịch bệnh COVID-19. Vòng loại có khá là nhiều tuần để chuẩn bị, tuy nhiên đêm chung kết chỉ có một tuần để chuẩn bị. Chúng tôi đã làm việc 12 tiếng một ngày tại bãi bắn, bất kể ngày hay đêm, cho dù nắng hay mưa. Thời tiết nóng rất nóng, nhưng tinh thần của chúng tôi còn nóng hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ toàn tâm, toàn sức và thời gian để chuẩn bị cho màn trình diễn. Dù gấp rút, nhưng đó chính là sự nỗ lực mạnh mẽ nhất và hoành tráng nhất của chúng tôi cho tới bây giờ. Trong đêm chung kết, các đội phải sử dụng danh sách pháo hoa do ban tổ chức lựa chọn. Đồng thời, cả hai đội thi Ý và Pháp đều bắt buộc phải dùng một bài hát tiếng Việt trong phần trình diễn của mình. Đây được xem là thách thức nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ giúp màn trình diễn bứt phá và thú vị hơn.